Cơ sở Tiến Di xin giới thiệu với các quý khách hàng bộ sản phẩm là cặp sèn, hay còn gọi là chúng trịa chập trá, hay nạo bạt của Trung Quốc. Đây là hàng cơ sở Tiến Di nhập từ Trung Quốc về và bán cho quý khách hàng. Thực tế, nếu các quý khách hàng mà có nhu cầu, xin liên hệ bên cơ sở Tiến Di qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Cơ sở Tiến Di xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Đây là cặp sen xá Trung Quốc, có kích thước đường kính là 30 cm. Cơ sở Tiến Di xin chân thành cảm ơn rất là nhiều sự tin tưởng của quý khách hàng.